Trước khi bắt đầu video trong ngày hôm nay, mình xin phép cảnh báo tất cả các bạn rằng video của mình mang hơi hướng kinh dị. Vì vậy các bạn hãy đảm bảo các bạn đã đủ tuổi để xem video của mình. Và nếu như các bạn quá sợ hãi thì có thể nhờ bạn bè, người thân, ba mẹ xem cùng cho đỡ sợ nhé. Và hãy ghi nhớ rằng video của mình không mang tính chất bắt buộc và bắt ép các bạn làm những việc kinh khủng với bản thân. Hãy nhớ, tất cả mọi thứ trên YouTube đều là ảo mà thôi. Còn bây giờ thì, xin mời các bạn xem video của mình. Ôi trời đất ơi! Không biết đó hả, là mình còn phải bị kẹt ở bên trong khu rừng gỗ Vân San này tới khi nào đây? Bây giờ chuẩn bị là buổi chiều tà rồi. À không, đã là buổi chiều tà luôn rồi chứ. Nghĩa là đó nha, sắp chuẩn bị là trời tối. Và nếu như mà trời tối á, mình bị kẹt ở trong khu rừng gỗ Vân Sam này, thì kiểu gì bọn Reaper, Zombie, Skeleton cũng sẽ bắt cóc mình và giết chết mình cho mà xem. Ôi mình không muốn đâu, mau chóng tìm cách thoát khỏi đây nào. Và wow, có vẻ như là vận may của mình vẫn còn đang mỉm cười với mình đó các bạn. Như các bạn cũng có thể thấy, hiện tại đó nha, ở trước mặt của mình chính là một khu vực đồng bằng nè. Đúng rồi đó, mình sẽ thoát khỏi được khu vực khu rừng gỗ Vân Sam này. Quá là tuyệt vời luôn. Được rồi, mau chóng hả tiến về khu vực đồng bằng mà thôi. Và mình sẽ liên tục di chuyển. Mình hy vọng rằng đó nha, là ở trên khu vực đồng bằng này nè sẽ có một vài con cù. Bởi vì nếu như có cù đó nha, là mình có thể lấy lông cù đó các bạn. Và sau đó đó hả, mình sẽ làm được những cái len cù. Và mình sẽ làm được một cái giường. Nhưng mà có vẻ như ở đây không hề có con cù nào cả, mà chỉ có những con gà, những con ngựa và những con bò mà thôi. Thôi kệ đi, bây giờ đó hả, cứ tiếp tục di chuyển xem. Lỡ như hên đó hả, mình băng qua cái khu vực phía độ bên kia. Ơi, từ từ, hold on a minute. Các bạn có để ý không các bạn? Kìa, hình như ở trên đó có một cây thập giá bạn ơi. Cái gì vậy? Nhưng mà tại sao trong thế giới Minecraft lại xuất hiện một cây thập giá như vậy hả các bạn? Mình đang di chuyển á nha, mà mình nhìn thấy một cái mình hết hồn luôn á. Có chuyện kỳ lạ vậy ta? Đâu, để bây giờ mình sẽ thử tiến lại gần cây thập giá đó, để coi thử xem đó nha, là liệu đang có chuyện gì xảy ra nha các bạn. Và oh my god, cái gì đây? Các bạn nhìn kìa, ở trên cây thập giá đó các bạn ơi, nó đang dính máu nha các bạn. Nó dính máu có 3 phần luôn, là phần đầu, phần hai bên và phần ở phía dưới kìa. Cái quái đản gì vậy? Để bao giờ đó nha, các bạn nhìn thấy được ở trong thế giới Minecraft đó nha, có một cây gỗ sồi hình thánh giá như thế này, hình thập giá như thế này, và trên cây thập giá đó dính máu các bạn. Ôi ơi, vì bây giờ nha, mình nghĩ rằng là mình sẽ mau chóng thử lên đó cửa xem như thế nào. Cái chuyện gì vậy ta, kỳ lạ chứ vậy? Lần đầu tiên mình thấy luôn á. Đâu, để mình thử mau chóng lại gần cây thập giá đó, để coi thử xem đó nha, là rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy. Mình thực sự không thể tài nào hiểu được luôn á. Rồi, đi lại nào, lại coi nào. Và hình như là ở phía trước mặt mình là một ngôi làng. Hả? Vậy thì ngôi làng, ôi các bạn ơi, cái quái gì thế, nhìn kìa. Ở trên cây thập giá, hình như cái ai đó đã bị đóng đinh nhìn nè các bạn ơi. Có, oh my god, cái quái quỷ vậy các bạn nhìn nè. Ở trên cây thập giá các bạn ơi, có một thực thể hay một ai đó bị đóng đinh lên kìa các bạn. Và hình như đó nha, đây chính là Steve hay sao đó. Đúng rồi nè, đây chính là khuôn mặt của Steve. Và hả, thực thể Steve này đã bị đóng đinh ngay thánh giá rồi, bị đóng đinh trên cây thập giá rồi. Đã bao giờ đó hả, các bạn thấy được chuyện kinh khủng như vậy chưa? Lần đầu tiên trong Minecraft có chuyện kinh khủng như vậy luôn đó. Các bạn ạ, mình nghĩ rằng đó nha, là video ngày hôm nay sẽ là một video khá là máu me và kinh dị. Vì vậy những bạn nào sợ máu thì cảnh kinh khủng kinh dị đó nha, hãy nhờ bạn bè, người thân hoặc là người lớn coi cùng cho đỡ sợ nha các bạn. Mình sợ rằng đó hả, là các bạn sẽ bị ám ảnh đó. Đây là một video creepy pasta về cây thánh giá bí ẩn, cây thập giá bí ẩn, và có một thực thể Steve bị treo trên chởn. Nhưng mà các bạn có biết cái vấn đề là gì không? Cây thập giá này đó nha, được đặt ở đây, và trên cây thập giá đó có anh Steve. Nhưng mà nó lại được hả nằm ở trước mặt một ngôi làng. Vậy là rất có thể bên trong ngôi làng này đang ẩn chứa cái gì, điều gì đó bí ẩn và khá là kỳ lạ đó. Rồi, bây giờ hả, mình sẽ tạm thời bỏ qua cái cây thập giá này đi. Mình sẽ thử tiến sâu vào bên trong ngôi làng để coi thử xem đó nha, là liệu rốt cuộc cái ngôi làng này đang bị cái vấn đề gì, mà tại sao đó hả lại có một anh Steve bị treo trên thập giá như vậy ở trước làng. Rồi, bước vào làng thôi nào. Và oh my god,
Mình có thể thấy được một điều là khi mình vừa bước vào làng đó nha, thì trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có quá nhiều máu me luôn. Và các bạn nhìn nè, ngay cả đó nha, nước mà dùng để gọi là chăm tưới cây, chăm tưới cà rốt, chăm tưới lúa mì bây giờ cũng đã chuyển đổi thành màu đỏ như máu luôn rồi. Vậy chẳng lẽ là toàn bộ tất cả các dân làng đã bị giết chết hả? Nhưng mà nếu như đó nha, các dân làng đã bị giết chết thì ai mới là người đã đóng đinh tiếp trên cây thập giá và giết chết hắn ta mới được cơ chứ? Hả? Các dân... Oh my god! Một bộ xương người! Đây là một bộ xương dân làng nè! Hả? Vậy là ngay cả các dân làng cũng chết rồi hả? Cái chuyện quái lạ gì vậy? Ôi trời đất ơi, nhìn nè! Nước giếng cũng đã biến thành màu máu đỏ luôn rồi! Oh my god, what the hell? Ôi ghê như vậy trời! Đâu, để mình thử xuống cái nhà họ rèn coi! Nhìn nè các bạn ạ, quá trời là ghê luôn, quá máu me quá trời luôn. Đương đồ nè, ê có đồ ăn, làm đồ ăn cái đã, tính gì tính. Rồi. Trời đất. Để mình thử vào mấy căn nhà xem như thế nào nha. Và bên trong mấy căn nhà này, trời ơi. Cái quái đản gì đây? Quá trời những cái xác chết các dân làng luôn mà máu me từ lưa từ lá hết trơn luôn nè. Vậy rốt cuộc đang có chuyện gì vậy? Tại sao đó nha, các dân làng lại bị giết chết? Nếu như đó hả, bây giờ các dân làng bị giết chết thì ai mới chính là người đã giết chết Steve và đóng đinh hắn ta trên cây thập giá hả? Và ơi, từ từ, ở phía bên ngoài kia mình thấy có cái bảng thông báo gì kìa. Đâu, để mình ra mình đọc thử coi cái chuyện gì vậy trời. Đọc thử coi. Và ở trên đây nó ghi những dòng chữ khá là ghê nha. Xử tử hắn, đóng đinh hắn, rồi giết hắn hả? Giết hắn bọn mày. Ôi, các bạn hãy nhìn nè, trên cái bản thông báo này đó nha, hai cái biển đầu tiên thì còn có những dòng chữ bình thường như là xử tử hắn, rồi đóng đinh hắn, và ở đây đó nha là giết hắn. Nhưng mà nếu như các bạn để ý đó, thì chữ giết hắn, chữ hắn đó có những cái dấu gạch ngang, giống như đó hả là chữ hắn đã bị gạch đi đó các bạn. Và đã có một kẻ nào đó thêm chữ bọn mày vô, có nghĩa là bây giờ đó hả, cái dòng chữ này nè, nó không có nghĩa là giết hắn nữa, mà có nghĩa là giết bọn mày đó. What the hell? Vậy rốt cuộc đó nha, ai là người đã sửa cái bản này? Và tại sao cái dân làng lại chết? Và ai chính là người đã đóng đinh Steve lên cái thánh giá đó, cái hợp giá đó? Rốt cuộc là sao? Dân làng, này cậu kia, ổ, tiếng dân làng kêu mình ở đâu ra vậy? Mình đâu thấy ai đâu, vậy là còn dân làng còn sống hả? Ai kêu mình? Ôi, nhìn kìa, ở phía trên cái hang kia có một ông dân làng các bạn ạ. Hình như ông ta kêu mình đó. Rồi, bây giờ để mình tìm đường lên nha. Ôi, ngày hôm nay cái thế giới Minecraft này quá dị và kỳ lạ thiệt sự luôn á. Mình không biết phải giải thích như thế nào luôn. Các bạn có thấy quá dị và kỳ lạ không? Nhìn thấy là siêu siêu kỳ lạ luôn á. Rồi, mau chóng tìm đường lên với lại hả ông dân làng coi. Này, ông dân làng, rốt cuộc đó nha, là có chuyện gì vậy hả ông dân làng ơi? Làng ông bị gì vậy rồi, tại sao đó nha, ở ngoài làng của ông, trước làng của ông lại có một thực thể Steve bị đóng đinh trên một cây thập giá vậy ông dân làng? Ông mau nói đi. Dân làng bỏ trốn, cậu làm quá gì trong làng vậy? Tôi có làm gì đâu. Thì tôi đó hả là một player Minecraft, tôi luôn luôn tìm kiếm tìm hiểu về những thế giới Minecraft. Tôi đang đi vòng thì thấy làng của ông, rồi thấy được đó hả nhiều chuyện kinh khủng quá trời luôn nè. Nếu không muốn chết thì chạy trốn ngay lập tức đi. Lúc cậu bước vào làng, cậu có thấy cái xác chết trên thập giá đó không? Hả? Thấy chứ. Rõ ràng đó nha, là tôi thấy hả nguyên một cái thực thể Steve bị treo trên thập giá luôn. Nhưng mà ông dân làng ơi, rốt cuộc là sao vậy? Và tại sao đó nha, nếu như tôi không muốn chết á thì tôi đó hả sẽ phải chạy trốn ngay ông dân làng? Ông mau nói đi ông dân làng. Dân làng bỏ trốn, hắn ta là một kẻ quái dị, là một con quái vật. Dân làng bọn tôi đã cố gắng giết chết và xử tử hắn trên cây thập giá đó. Nhưng hắn là một con quỷ, hắn ta đã tự xuống cây thập giá và giết chết mọi người. Hả? Ông nói cái gì? Tên ác nhân ác đức đó, tên Steve thực thể ác quỷ đó, đã tự hắn ta leo xuống cây thập giá và giết chết mọi người hả? Sao nghe ghê vậy? Này, ông có nói thiệt không? Chứ làm thế quái nào đó nha, mà người nào đã chết rồi thì làm sao có khả năng gọi là tự sống lại rồi đi giết chết mọi người được? Chỉ có hồn ma mà thôi. Ông nói vậy là nghe không hay rồi đó. Này, ông đang đùa tôi đúng không ông dân làng? Gần như toàn bộ mọi người đã cố chạy nhưng không thể.
Nếu cậu không tin tôi thì tự quay lại cây thập giá đó coi đi. Nếu hắn biết ai còn sống, hắn sẽ tự trèo xuống mà giết người đó đấy. Ông nói chuyện làm tôi cảm thấy gọi là hơi khó tin đó nha. Rồi rồi, để bây giờ hả, tôi sẽ tử thử đi lại và coi xem đó nha, là liệu cái xác chết đó còn trên thập giá hay là không. Nếu không thì là ông về ông biết tay tôi. Các bạn ạ, chúng ta đó nha cũng đã nghe được câu chuyện của ông dân làng rồi đó. Ông ta nói rằng đó là các dân làng đã tìm mọi cách đó nha để giết chết và xử tử cái tên Steve đó, bởi vì thực thể đó là một thực thể Steve ác quỷ. Nhưng mà không thể tài nào giết chết hắn được, bởi vì hắn ta đó nha quá kinh khủng luôn. Hắn ta muốn trả thù tất cả mọi người, cho nên hắn ta đó hả đã tự trèo xuống cái thập giá đó và giết chết tất cả mọi người, giết chết tất cả dân làng. Và mình tin chắc rằng hắn ta chính là kẻ đó nha mà đã thay đổi cái biển này nè, thay đổi cái biển giết hắn thành bọn mày đó các bạn. Thôi được rồi, để bây giờ nha, mình sẽ thử đi lại cái thập giá đó để coi xem là liệu á hả, liệu á hắn ta có tự xuống được hay là không. Bởi vì dân làng kia nói rằng đó nha, là khi hắn ta biết rằng á là còn ai đó sống trong làng này, hắn ta sẽ tự trèo xuống và giết chết người đó. Để mình đi coi thử thôi. Nhanh lên, lại đó hả, coi thử thôi nào, rốt cuộc đó nha là liệu cái thập giá đó còn hay là không. Và mình thấy rằng, ơi, what, từ từ. Sao, cái xác chết đâu rồi các bạn? Cái xác chết đâu rồi? Hả? Các bạn nhìn nè, cây thập giá bây giờ trống trơn rồi, không còn ai cả. Thực sự đúng y chốc như lời ông dân làng kia đã nói đó nha, là thực thể Steve này có khả năng gọi là tự xuống thập giá được nè các bạn. Hắn ta xuống thiệt nè. Bây giờ đâu, để mình nhìn thử phía sau coi, không có gì luôn. Ủa, vậy cuối cùng là cái đó đâu rồi? Cái xác chết của tên Steve đâu rồi các bạn? Hả? Hắn ta đâu rồi trời? Cái gì vậy? Ê, cái quái gì vậy? Từ từ. Chuyện là sao đây? Các bạn nghe không? Tự nhiên đó hả, sau khi mình nhận ra đó nha là trên thập giá không còn cái hình ảnh, không còn cái xác chết của tên Steve nữa, thì mình nghe tiếng hét và sau đó ngay lập tức luôn, trời tối sầm lại liền luôn. Trời đất ơi, mặt săn nè các bạn. Cái quái gì lạ vậy? Rõ ràng đó nha là đang rơi vào buổi chiều tà, đang chuẩn bị là buổi tối thôi, nghe tiếng hét một cái và sau khi phát hiện đó hả là trên thập giá không còn Steve thì mình thấy trời tối liền. Vậy là sao? Mình từ từ, cái tiếng hét đó hả là tiếng hét của ai? Rồi, mau chóng vào làng lẹ lên coi, hay có khi nào đó nha cái tiếng hét đó đó hả chính là tiếng hét của ông dân làng mà hồi sáng hồi chiều á mình vừa mới nói chuyện ông nhỉ? Mình nghĩ là như vậy đó các bạn. Ơi ông dân làng ơi, ông đâu rồi? Ông đừng chết nha, ông là người giúp tôi chạy trốn mà ông dân làng. Ông sao vậy? Đừng chết mà ông dân làng ơi. Và oh my god, các bạn ơi, coi các bạn, ông dân làng, ông ta nằm chết ở đó kìa. Ông làng, ông sao? Ông dân làng ơi, ông sao vậy? Ông dân làng. Và có vẻ như đó nha là ông dân làng này đã bị móc mắt rồi các bạn ơi. Vậy là sao rồi chứ? Ông dân làng ơi, ai giết ông vậy? Ông dân làng, ai làm chuyện này với ông không? Ông dân làng ơi, dân làng hấp hối bị móc mắt, cậu mau chạy đi trước khi hắn bắt được cậu, tôi sắp chết rồi. Hả? Cái gì? Ai bắt được ông? Tên Steve bắt được ông hả? Cái gì vậy? Sao hắn ta ghê vậy? Sao hắn ta bắt ông lẹ vậy? Mà sao ông lại bị móc bắt đây? Trời đất ơi, tên Steve ác quỷ này. Ôi bà, các bạn coi kìa, tên Steve thập giá ác quỷ, hắn ta xuất hiện rồi. Và bây giờ mà sao hắn ta cứ nhìn mình hoài vậy? Và hắn ta không hề đụng chạm gì tới ông dân làng luôn. Vậy là sao? Rồi, để mình thử đấy nha, mình lại mà nói chuyện với hắn ta. Này, ông là ai vậy? Thập giá Steve, bọn chúng cứ muốn giết tôi, nên tôi phải trả thù. Tôi phải giết hết bọn dân làng muốn giết tôi. Vậy hả? Rồi, Steve ơi, anh hãy bình tĩnh lại đi. Tôi đấy nha là tôi không hề muốn giết anh đâu, thật sự là như vậy. Bây giờ đó hả, tôi sẽ lại nói chuyện với lại mấy ông dân làng và sẽ tìm cách đó nha để cứu anh nha, anh đừng có lo. Tôi chắc chắn đó hả sẽ không để anh bị thương đâu. Tôi đó hả sẽ không để anh phải đau đớn thêm nữa, anh đừng có lo nha. Cậu có muốn giết tôi không? Không anh Steve ơi, không đâu anh thập giá Steve ơi. Tôi không hề muốn giết anh đâu mà, thiệt sự là như vậy đó. Cho nên là hả anh thập giá Steve, anh hãy bình tĩnh lại nha. Để tôi đó hả đi nói chuyện với lại mấy ông dân làng, và sau đó nha tôi sẽ cứu anh, cũng như đó hả là cứu dân làng luôn, anh đừng có lo nha. Rồi, đợi tôi xíu. Này, ông dân làng ơi, thập giá Steve đó nha chỉ muốn trả thù thôi. Tại sao đó hả mấy ông lại muốn giết anh ấy? Anh ấy là người tốt mà, ông sao vậy? Dân làng hấp hối bị móc mắt, cậu mau chạy đi. Hả? Sao mà ông kêu tôi chạy đi hoài vậy?
từ khoảng khách mà hắn thấy cậu nói chuyện với tôi là cậu sẽ bị giết rồi. Chạy lẹ đi. Hả? Ông Dân Liền, ý ông là sao cơ chứ? Thiệt sự luôn á. Chuyện quá vậy bạn. Trời ơi ơi, sao bây giờ hắn ta đứng gần mình vậy? Thập giá Steve, mày nói chuyện với hắn, mày cũng muốn giết tao? Không không, tôi không giết ông đâu. Mau chết đi thằng khốn. Hay là sao, là sao chết đi ơi. Các bạn ơi, mình đã bị giết với thập giá Steve rồi mà. Hứa là nghe vô các bạn. Tiếng xương rắc 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 luôn. Hắn ta bẻ cổ mình hay sao đó. Ôi không. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về thập giá Steve trong thế giới Minecraft. Như các bạn cũng đã thấy, thực thể Steve này đã bị các ông dân làng đóng đinh trong một cây thập giá. Và sau đó không hiểu lý do vì sao, hắn ta là kẻ ác quỷ tới cái nỗi có thể tự trèo xuống cây thập giá và sau đó giết chết hết toàn bộ tất cả các dân làng để trả thù. Ngày hôm nay cũng như vậy, bởi vì mình đã nghĩ rằng là mình là một người tốt, mình chỉ muốn cứu cái dân làng và Steve thôi. Tuy nhiên hắn ta không tin tưởng mình và cuối cùng hắn ta đã tìm mọi cách giết chết và bẻ cổ mình. Vì vậy các bạn ơi, hãy cẩn thận trước thập giá Steve nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên, hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Yeah, I'm free, falling. Can you hear me? Calling, calling for you.